Ngày 15 tháng 11, Hội khuyến học huyện Đầm Dơi tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 5 nhiệm kỳ 2023-2028. Nhiệm kỳ qua, Hội khuyến học huyện đã vận động quỹ khuyến học khuyến tài hơn 18,6 tỷ đồng, trong đó tiền mặt học bổng hơn 4,9 tỷ đồng, hiện vật quy ra tiền hơn 6,6 tỷ đồng và nguồn xã hội hóa hơn 6,9 tỷ đồng. Kết quả đã cho hơn 8.300 suất học bổng và hơn 37.700 suất dụng cụ học tập cho học sinh sinh viên nghèo hoàn cảnh khó khăn học tập tốt. Bên cạnh đó, nhiệm kỳ qua cũng có 14 dòng họ đăng ký xây dựng dòng họ học tập, đã công nhận 10 dòng họ, nâng tổng số toàn huyện có 17 dòng họ học tập. Đến nay có hơn 31.400 gia đình được công nhận danh hiệu gia đình học tập, chiếm hơn 72% hộ dân. Ngoài ra có 108 ấp khóm được công nhận cộng đồng học tập. Nhiệm kỳ 2023-2028, Hội khuyến học huyện Đầm Dơi đề ra nhiều chỉ tiêu và nhiệm vụ, trong đó thành lập mới từ 16 dòng họ học tập trở lên, công nhận danh hiệu gia đình học tập đạt 80% trở lên trên tổng số hộ gia đình trong toàn huyện. Trong đó gia đình cán bộ công chức viên chức được công nhận danh hiệu gia đình học tập đạt 95% trở lên. Vận động quỹ khuyến học hàng năm đạt bình quân từ 32.000 đồng trên người trở lên. Đại hội đã bầu ban chấp hành khóa mới gồm 27 thành viên. Ông Nguyễn Hoàng Tứ được đại biểu tín nhiệm bầu giữ chức chủ tịch Hội khuyến học huyện Đầm Dơi nhiệm kỳ 2023-2028. Nhân dịp này, các nhà hảo tâm Mạnh Thường Quân còn hỗ trợ 20 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường Trung học cơ sở Phan Ngọc Hiển, thị trấn Đầm Dơi, mỗi suất 500.000 đồng.